Con yêu, tranh con vẽ đẹp quá đi. Sao nhánh cây lại ở đây? Mấy người là ai và tại sao lại vào đây? Có chuyện gì vậy nè? Tụi tôi là chủ nhà hợp pháp. Giờ mọi thứ đều là của mình. Thứ này và thứ này thật quá đáng. Tụi tôi không phải đồ của mấy người. Mẹ, mẹ nghĩ sao vậy ạ? À? Tốt lắm con yêu, tự mua cho mình vài món đi. Dạ, xin chào. Mình không bỏ qua chuyện này đâu. Là một bạn nữ giống mình vậy. Này, kết bạn đi. Cậu nhìn lại mình đi đồ ngốc. Không đợi nào mình chơi với cậu đâu. Chào nha. Ờ, đồ chơi yêu thích của mình. Không phải nữa rồi. Chú cảnh sát. Chú đây. Có chuyện gì đấy? Cái này là đồ chơi của con. Cậu ấy muốn lấy nó. Không, đồ chơi của con mà. Lời khai khác mình mâu thuẫn với nhau. Con mua cái này mà. Cũng có lý đấy. Cháu đã bị bắt. Mấy bạn ơi, giúp mình với. Nhấn nút thích để chú cảnh sát chịu tin mình nha. Hả? Có chuyện gì thế này? Làm ơn thêm nữa đi. Cái gì? Chờ một chút. Đồ chơi là của Adelaide. Là cháu. Dạ. Cháu được tự do. Cháu bị phạt vì tội báo động giả. Ui. Phạt gì chứ? Lỗi của cậu hết. Đồ chơi nào của cậu giờ là của mình. Đưa nó đây. Không, của mình mà. Mình không thèm nữa. Muốn lấy thì lấy đi. Kitty yêu quý của mình. Chuyện gì vậy? Bị gãy cổ mất rồi. Ôi trời đất ơi. Dù sao thì vui lên nào. Ờ, à, nhánh cây phiền quá đi. Ta cần một tờ giấy và bút chì màu. Đủ rồi. Mẹ tính làm gì vậy nhỉ? Sắp xong rồi. Vài chi tiết. Tuyệt. Búp bê giấy mới của con xong rồi. Wow, việc còn lại là cắt nó ra. Là mình có thể chơi trò chơi làm đẹp rồi. Búp bê và tủ đồ của bạn ấy. Hôm nay mình sẽ mặc cái áo xinh xinh và áo khoác dài xanh điệu. Không thể thiếu túi xách được. Mẹ, đây là con búp bê đẹp nhất. Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mình cũng muốn có búp bê giống vậy. Mẹ, mẹ đang bận công việc. Thôi đi. Nói gì khác đi trời. Mẹ, con muốn đồ chơi mà bọn họ chơi ngay bây giờ. Im lặng. Điều khiển trò chơi đây. Đi chơi đi. À, trò chơi điện tử. Mình chơi chán rồi. Ai cho nhìn? Con muốn chơi trò chơi điện tử lắm. Mình có nên chơi game không ta? Có thể. Đợi mẹ một chút. Điều khiển trò chơi bằng bìa cứng. Trò chơi sắp bắt đầu rồi. Oh wow. Ba đấu với mẹ. Hả? Cái cây này. Trận đấu bắt đầu. Cái gì? Lên đi ba. Cố lên mẹ. Đánh. Kết hợp. Hạ gục. Hay nha. Cú đấm. Mẹ thắng. Chú có sao không? Ôi. Wow, chiến thắng lẫy lừng. Mẹ, ba, con chưa bao giờ vui đến thế này. Nhà họ nhìn hạnh phúc quá. Mẹ. Phải, tôi cũng nghĩ thế. Mẹ, chơi với con đi. Để mẹ yên. Đây, cầm lấy. Kiếm gì làm đi. Đi đi. Sao mẹ không chịu chơi với mình? Cây bút chì cuối cùng của mình rồi. Mình thật ra có cả mớ bút đấy. Wow, ước gì mình cũng có một cái. Thật không công bằng, phải không? Em xong rồi.
Tuyệt, hôm nay lớp mình vẽ mèo con nha. Biết rồi, bỏ hết đống này đi. Cây bút chì này khó cầm quá đi. Thật tệ khi cậu không có lấy một cây bút chì tử tế. Chúng ta sẽ giải quyết được thôi. Adelaide, lấy đất sét khô nào. Wow, cái này. Mình sẽ làm thân bút chì bằng cái này. Thế này thì em có thể dễ dàng vẽ rồi. Wow, cảm ơn cô ạ. Em vẽ xong tranh rồi. Xem nào, em cần luyện vẽ nhiều hơn nha. Hả? Không công bằng. Wow, Adelaide, ngạc nhiên thật đấy. Cô cho em điểm tối đa luôn. Cảm ơn cô. Hoan hô nha. Rất hân hạnh trao cho các em đồng phục hướng đạo sinh. Ủa cô ơi. Wow, em luôn mơ ước được thành hướng đạo sinh. Tuyệt quá đi. Điên thật chứ. Đây là bánh quy mà em phải bán. Ý tưởng tệ hại. Cuối cùng. Ai đây? Chào bà mua bánh đi ạ. Cảm ơn, bà không ăn đường. Bà đừng từ chối nhanh thế. Xem cháu nhảy trước đã. Tuyệt vời cháu ơi. Tới đây. Yay. Chưa lúc nào bà vui như thế này. Của cháu đây. Thành công rồi. Xin chào. Mua bánh quy đi. Mua bánh quy nha. Wow, mình bán hết rồi. Cái gì? Mình cũng làm được. Cứ tự nhiên. Mở cửa đi. Một cô bé ngọt ngào nữa. Mua bánh đi. Cháu đáng ra có thể cư xử tốt hơn mà. Đây. Cái gì? Eo ơi, đừng hòng mình mặc bộ đồ này thêm lần nào nữa nha. Hôm nay mình chơi cái gì? Ồ, mình thích súng bắn tiền lắm. Trò này không bao giờ lỗi thời. Cái gì vậy? Cậu đang làm gì đó? Như là thiên đường vậy. Gì vậy? Ôi trời, không phải bình hoa mẹ rất thích chứ. Mẹ tới rồi. Cái gì đây? Ai trong hai đứa làm vỡ bình hoa? Cậu ấy làm. Con không có. Cháu sẽ phải trả giá. Không ai được làm hư đồ của cô hết. Không phải con mà. Thấy cậu giúp với. Bình luận bên dưới ai mới thực sự có lỗi nha. Có nhiều bình luận quá vậy. Ao. Cô bé nhà giàu nói dối. Con bé làm vỡ bình hoa đấy. Này, con làm vỡ bình hoa. Sao con dám lừa mẹ hả? Con bị cấm túc. Một tháng không được dùng điện thoại. Đồ mách lẻo. Mình nợ các cậu. Cô chủ, bữa tối đã xong rồi. Cho con ly nước ngọt lạnh nữa. Cảm ơn. Bắt đầu từ đâu đây? Mùi thơm quá đi. Cho mình miếng được không? Làm ơn. Mình không nghĩ vậy đâu. Chuyện gì vậy con? Mày có nhiều bánh lắm. Con muốn ăn. Ngẩng lên nào, con có mẹ mà. Mình sẽ có bữa tiệc trà. Có cốc và ấm trà rồi. Đổ nào. Mẹ, ly giấy bị rỉ nước. Siêu. Mẹ sẽ nghĩ cách nào đấy. Mình no rồi. Có chuyện gì vậy? Cậu ấy không có gì để ăn. Mình sẽ cho cậu ấy quả táo. Ăn không? Cảm ơn nha. Mình một nửa, cậu một nửa. Cảm ơn cậu. Chúc ngon miệng. Ôi, răng. Tệ quá đi. Cậu có bị cắt tông. Mình có vàng. Mẹ bắt được con cá. Vẫn còn sống luôn. Nhìn nè, nó nhảy kìa. Tăng hết tốc độ.
di chuyển. Wow, cái gì vậy? Thích xe mới của mình không? Chắc là có. Nhỏ thất bại như cậu, kể cả trong mơ cũng không dám mơ tới đâu. Mình biết rồi. Mình sẽ làm vô lăng từ bìa cứng. Và tưởng tượng đang lái chiếc xe sang xịn. Con gái của mẹ lại mơ mộng nữa rồi. Ồ, chắc hẳn con bé đang mơ về xe sang rồi. Mình tới nè, hãy chào đón thật nồng nhiệt nào. Mình có ý này. Có thứ gì đàng hoàng quanh đây không nhỉ? Tấm bìa này sẽ được. Tuyệt. Vẽ bánh xe nè. Cần thêm bìa cứng. Tốt rồi. Gắn vào đây. Thêm vài chi tiết nữa. Xinh đẹp. Chỗ này mình sẽ làm cửa sổ. Và tất nhiên cửa sổ của tài xế. Phải nhanh lên, Adelaide còn đang bận. Con yêu, mẹ có bất ngờ cho con nè. Ta-da. Nhánh cây phiền phức. Adelaide, con đâu rồi? Con ở đây mẹ. Con sẽ có chuyến đi vòng quanh thế giới. Tuyệt vời. Không phải nữa chứ, chắc hẳn đang đùa rồi. Xe bìa cứng, hồi quá đi. Vậy tôi đi. Mẹ ơi, xe đẹp đấy, ra ngoài dạo đi. Mình không xem vào lịch của mẹ được. Tại sao vậy? Phải, ông ấy nói gì? Mẹ không thèm quan tâm mình nữa. Tội nghiệp. Con nói chuyện được không ạ? À? Chuyện gì, con gái của cô? Bây giờ... mày... mẹ tới đây. Thành công rồi, mình sẽ giấu điện thoại cô ấy. Không có điện thoại, kế hoạch thất bại rồi. Dạ, xin chào. Tệ quá không giúp được May rồi. Nhưng các cậu có thể, hãy nhấn nút thích để người mẹ giàu có cúp điện thoại và chú ý đến con gái của mình nha. Dạ, lần trước nói với tôi trước nha. Ôi, làm sao vậy? Điện thoại không nghe được. May, cục cưng à, có chuyện gì vậy? Ôi, ngẩng lên nào, có mẹ ở đây rồi. Cảm ơn mọi người, các cậu thật tuyệt. Mình không có bạn, đồ chơi cũng không. Adelaide, là cậu. Cho cậu nè, dấu hiệu cho tình bạn của tụi mình. Wow, dễ thương quá, cảm ơn cậu. Cô nướng cho cháu cái bánh đi. Mẹ, lại đây đi, xem búp bê Barbie của con nè. Ôi con yêu, họ đưa búp bê cho con sao? Tuyệt thật đấy. Giờ tôi sẽ xử tới cô. Tin tôi đi, chuyện này tôi cũng ra gì lắm đấy. Tốt hơn rồi. Không thể rời mắt được. Wow, cảm ơn May nha. Đến lúc tổ chức tiệc trà vui vẻ rồi. Bạn mãi mãi. Nhìn đây, chúng ta thắng được chuyến du lịch. Nhà mình đi liền đi. Xong rồi. Và bây giờ hãy nói chi đi nào. Cái gì đấy nhỉ? Ba à, mẹ bị sóng đánh dập rồi này. Hey, em sẽ đi chơi cùng mọi người. Bức ảnh đẹp quá đi. Mình sẽ đặt ở đây. Cốc cốc, hãy dọn chỗ cho em chơi đi nào. Đợi anh nha. Ghê quá đi mất. Đây sẽ là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Xong rồi đấy, ngồi đi nào em yêu. Cưng quá à. Ồ, xém chút nữa rồi. Hôm nay nóng thật. Đích thị là thứ em muốn đấy. Mình muốn có một bức ảnh thật đáng yêu. Chẳng được tấm nào hết. Này May,
Lại đây nào. Đây là dao kèo nha. Ta muốn một bức ảnh thật đáng yêu, như này và như này. Mình sẽ tạo thêm vài điểm nhấn thú vị cho bức ảnh này. Hả? Tránh ra khỏi những tấm ảnh đi nào. Lại lần nữa đi. Mình nên làm gì đây? Mình có ý này. Bộ đồ này như nào? Vậy mình sẽ là nàng tiên cá đáng yêu sao? Nhưng em vẫn đẹp hơn. Anh đang làm hỏng những bức hình của em đấy. Đi ra. Cô ấy chẳng lúc nào thấy hài lòng cả. Cứu với. Đây mới chính là những bức ảnh đẹp nhất này. Gì thế này? Ôi chân của mình, ghê quá đi thôi. Lại đây nào. Làm gì có chuyện đó xảy ra. Mày à, chuyện nhỏ thôi mà. Ta đi nào, đi đi. Lại đây nào. Ta muốn cháu massage chân cho ta. Ok, chờ cháu nha. Cháu massage cho cô rồi đây này. Nhanh nha. Spa bằng đất đã hoàn thành rồi đây. Cũng ra gì đấy chứ. Đến lúc lột da thôi nào. Cô ấy bị sao đấy ta? Sao anh chỉ biết nằm thôi vậy? Hãy đào hố đi nào. Chúng ta cần phải có lửa. Em đói lắm rồi. Có lửa rồi đây. Em nên ăn chút trái cây đi. Nóng quá đi thôi. Chúng ta nên làm gì đây? Mẹ có kế hoạch này. Tuyệt lắm. Ôi, là ai đấy? Mình không thấy gì cả. Chạy thôi. Cái gì vậy trời? Xong rồi. Ôi, mình đi vệ sinh đã. Xong rồi. Chạy ngay. Cái con người lười biếng kia đâu rồi? Anh ấy đi đâu rồi? Hãy để em yên. Là do lỗi của anh cả đấy. Đồ vô dụng. Anh không hiểu gì hết. Thành quả tuyệt vời quá đi. Tôi muốn cô đi ra khỏi đây. Đây không còn là gia đình của cô nữa đâu. Tôi sẽ khiến cô hối hận. Không ai thương tiếc cô cả. Mình phải trèo lên cao hơn mới được. Cô ta đâu rồi? Dùng quá đi thôi. Đi đâu mất tiêu rồi? Các cậu à, hãy nhấn like để cứu mẹ mình với. Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Bây giờ cô có thể nghỉ ngơi rồi. Chúng ta đã thoát. Đi khỏi đây mau thôi. Này, hãy bôi kem chống nắng lên lưng giúp ta đi nào. Hãy bôi thật đều đấy. Mình biết rồi. Mình sẽ tạo ra một mốt bôi chống nắng mới. Hãy nhớ bôi cả phần vai đấy. Yeah, tất nhiên rồi. Xong rồi đấy. Bây giờ bôi phía trước nữa. Cô hãy dậy đi nào. Hãy tránh xa khỏi ta. Đây là gì thế này? Này, cháu nghĩ mình là ai vậy? Sao cháu dám gây ra chuyện này? Thật quá quắt. Ta sẽ trừng phạt cháu. Chẳng có gì đáng ngại cả. Thành quả cũng hay ho mà em. Em nhìn đi nè. Đúng là cha nào con nấy. Trời nóng không chịu được. Này, lại đây. Lại là chuyện gì nữa? Chính xác là thứ ta đang cần đấy. Cô thật là phiền. Cháu mệt quá à. Như này là không được rồi. Cô sắp được tắm nước lạnh rồi đây. Đây là gia đình tôi, không phải của cô. Sắp tới rồi. Nóng quá đi. Là gì vậy? Ai gọi nước lạnh đấy? Ui. Anh bị điên rồi sao? Em không thấy sảng khoái hơn sao?
đúng là ngớ ngẩn. Ồ, vậy ra anh chỉ đang giải nhiệt mà thôi. Chúng ta sẽ ngủ ở đâu đây? Hãy làm gì đó đi nào. Ok, chắc sẽ được đấy. Mấy cái lá này ổn đấy. Em yêu à, em sẽ tham gia chứ. Em sao? Không bao giờ có chuyện đấy. Ok, lại đi nào em yêu. Phải đào một cái hố thôi nào. Cố lên ba ơi. Đúng là gia đình này chẳng làm được gì cả. Mình sẽ tìm một chỗ ngủ cho riêng mình. Một cái hang à. Đây sẽ là nơi tối nay ngủ. Ấm áp quá đi. Cái gì đấy? Ôi trời. Gì thế này? Vậy nên anh đã phải lượm trái cây. Ăn ngon nha mày. Oh yeah, câu chuyện buồn cười quá đi. Vui nhỉ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em có muốn ăn cái gì đó không? Tôi ghét tất cả mọi người. Tôi chán lắm rồi đấy. Wow. Này anh, mau lại đây. Hãy đi bắt một ít cá về đây cho em. Vâng, tuân lệnh. Anh đi bắt ngay đây. Đồ ngốc. Cá à, đâu mất tiêu rồi. Này cá, lại đây với ta nào. Mình chẳng thích cá chút nào hết. Hãy đi ra khỏi nước đi. Mình sẽ phải làm mọi thứ một mình. Thôi nào, đâu cả rồi. Gì đấy, là cá mập hả? Không, không, không. Cá mập. Chạy ngay thôi. Tèn tèn. Ồ, là mẹ sao? Hài hước thật đấy. Đập tay phát nào. Hãy giúp ta trải thảm đi. Ôi trời ơi. Mình chẳng hài lòng với chuyện gì cả. Hít vào thở ra. Hít rồi thở. Giãn người ra nào và thở đều. Thú vị quá đi. Mình cũng muốn thử. Bim. Nó không dễ như mình tưởng tượng. Bây giờ cúi người xuống. Wow. Mình sẽ cho cô ấy thấy. Ôi, có rắn. Mình ghét rắn lắm. Bài tập này trông lạ nhỉ. Hay quá đi. Xém chút nữa rồi. Không thành công. Còn cách nữa. Đây. Ờ, chuối à. Sao có thể nhỉ? Đi đi, mấy con khỉ đáng sợ này. Hãy để ta yên nào. Bọn chúng đi hết chưa? Anh chẳng làm được gì cả. Anh không thể bảo vệ em khỏi những con khỉ đó. Cô ấy chẳng bao giờ vừa lòng với mình hết. Mình nhớ gia đình mình quá đi. Mình nên làm gì bây giờ? Như này không được đâu. Này Esmi à, có chuyện gì vậy chị? Chúng ta phải giúp ba mẹ mình quay lại với nhau thôi. Hãy nhìn họ kìa. Ý hay đấy. Bắt tay vào việc thôi. Những bông hoa nhiệt đới này có thể tạo thành một chiếc vòng cổ đáng yêu. Đẹp quá đi. Và những chiếc lá này sẽ tạo nên một bộ đồ tuyệt đẹp. Đây. Ba à, tặng ba này. Đáng yêu quá. Mẹ à, tặng mẹ này. Đây, đứng dậy nào. Ít ra thì mẹ hãy mặc thử đi nào. Được thôi, mẹ sẽ thử. Bộ đồ đẹp quá đi. Thật tuyệt vời. Ồ, xém nữa thì ngã. Thiên đường nhiệt đới.
tình yêu thật đẹp. Đây là nơi chiêm ngưỡng bình minh và cảm thấy bụng đói cồn cào. Chúng ta nhảy nha. Được thôi. Cái đám xiếc gì vậy? Cứu với! Mình ghét đất cát quá đi. Đủ rồi, mình chán quá rồi. Hãy nghe này, cô không phải là kẻ phá hoại gia đình người khác, hãy nhìn đi. Cái quái gì thế? Hôm nay là ngày của mẹ. Mừng ngày của mẹ. Con vui quá vì ba mẹ đều ở đây. Chúng ta vẫn là một gia đình mà. Ba mẹ luôn ở bên con, chúng ta bên nhau. Mơ đi cưng à. Ta sẽ biến hôm nay thành ác mộng luôn. Cập nhật lịch đi. Nay mới là ngày của mẹ kế nè. Ý tưởng quá tuyệt vời nhỉ. Đi thôi Esme. Trước tiên để dì lau mặt cho con nha. Đi nhanh đi nào. Xin chào, mời quý khách chọn bánh ạ. À, xin mời. Con có thể mua bánh không ạ? À? Dì không có đồng nào đâu. Nhìn thấy chưa? Buồn quá đi. Đứng qua một bên nào. Ồ, nhìn kìa, có đánh nhau. Đợi em xíu nha. Tuyệt của con nè. Như này lãng cách mà. Đừng mà gì. Ồ, cô đã bị bắt rồi. Mời cô đi theo tôi. Mẹ đây rồi. Để đưa dì vào tù đó. Tôi phải ở đây đến bao giờ? Lịch mới cập nhật nè. Nay là ngày công lý đó. Quá nhảm nhí luôn. Ồ, để rồi coi ha. Hai người sao dọa được tôi? Chỉ có vậy thôi sao? Nhìn đi kìa. Còn nữa sao? Tôi giỏi. Khóc to lắm nha. Sợi cuối nè. Ghê quá đi. Bỏ sao? Cứu tôi. Cứu cuối quá đã luôn. Mấy người đợi đó đi, tôi sẽ trả thù cho coi. Các người cứ chờ đó đi ha. Còn nhớ khoảng thời gian trước quá đi. Ngày trước vui vẻ ha. Họ xem gì vậy ta? Con ở đây xem hình nha. Ba có cuộc gọi. Con xem gì vậy? Đưa đây cho gì. Thay đổi một tí nhỉ. Đem rác đi vứt lẹ đi nào. Nhanh lên đi. Tới giờ dọn dẹp rác rồi nhỉ. Né ra cho chị. Không gì sánh bằng sự xinh đẹp này. Một chút vỏ ghế mới. Thêm cái gối êm nữa. Quá đã luôn. Tuyệt vời. Ủa, hình của mẹ mà. Sao bà ấy dám? U là trời, trò mèo gì thế nhỉ? Con thấy gì trang trí đẹp không? Con thấy nó hơi... anh bung của mình. Ác độc. Sao chứ, con thích không? Giờ gì sẽ là mẹ con. Để coi. Không ai có thể thay thế mẹ tôi. Phim hài ghê luôn. Coi tới đây được rồi. Tại sao chứ, nhìn đi. Dì ngồi lên đồ chơi của con rồi. Ồ, xin lỗi nha. Dì lỡ tay vứt mất rồi. Gì vậy trời? Hello Kitty. Con gái gặp nguy rồi. Hài quá trời ơi. Cốc cốc. Có hoa và thư được gửi đến cô nè. Ồ, ngọt ngào quá đi. Cảm ơn à. Ok. Mẹ nhặt được gấu của con nè. Để mẹ làm sạch ha. Bé nhện cưng quá đi. Mình có thể giặt với xà phòng mà. Ồ, wow. Thấy không? Thêm tí hơi nè.
gấu của con đây, bé cưng à. Giảm cực mạnh luôn. Wow, phải mua liền thôi. Học phí của Esme trong các sắc ư? Mình sẽ lấy luôn. Này, thật là một ngày vất vả quá đi mà. Dì lại đi mua đồ nữa sao? Bớt cằn nhằn đi bé ạ. Ủa, sao các sắc mở rồi? Học phí của con mất rồi. Đúng đâu ta? Ồ, em bé khóc nhẹ kìa. Chào nha. Được rồi, mình sẽ cho dì ta một bài học thôi, để biết thế nào là lễ độ. Không, đồ của tôi. Sao lại ra nông nổi này? Con bị cấm túc. Ôi, gì vậy trời? Dì không có quyền. Mình phải đi. Ồ, chả có tác dụng gì. Mình làm gì giờ? Các bạn hãy nhấn like để mình có thể tự do nha. 1, 2, 3. Kẹo ngon quá đi. Ăn thêm cái nữa thôi. Con làm gì thế? Kẹo sao? Nói không với kẹo nha. Thôi bà, tôi không có ăn đâu nè. Ngon quá đi. Trong nhà này cấm kẹo. Vứt hết tất cả đi. Dì sẽ để ý đến con đấy. 1, 2. Còn lại một cái nè. Duỗi người. Tiếng gì vậy ta? Dì đã dặn con rồi mà. Bấm nút khỏi nhà ta. Đừng quay lại nữa nha. Tiếp tục nào. Mình đang bay. Paris đẹp quá đi. Ngon ghê. Còn Antarctica thì quá lạnh luôn. Hawaii quả là nơi tuyệt vời. Mình sẽ đến lại lần nữa. Ôi, chóng mặt quá đi. Cô ta đã làm gì con? Dì ta đuổi con đi. Cô ta tới số rồi. Cô đuổi đứa nhỏ ra ngoài mà không thấy xấu hổ hay sao chứ? Tôi không muốn nói gì hết. Không muốn là không muốn sao? Nè, nghe tôi nói đây nè. Ôi, vai tôi. Cô ta đấm tôi. Cô bị sao thế? Cảnh sát ơi, cứu. Tôi chưa làm gì mà. Cô đã bị bắt vì cố ý đả thương. Nói dối, cô ta giả vờ đó. Ai bị bắt cũng nói vậy hết. Cô ta tấn công rồi đánh tôi. Nhốt cô ta lại đi. Tới tòa rồi nói. Đi thôi. Khoan đã, không phải lỗi của mẹ cháu. Vì ta giả vờ đó. Cô cần lời khai nhân chứng. Các bạn ơi, bình luận phía dưới về những gì bạn đã thấy nha, để mẹ mình được thả ra. Được rồi, các nhân chứng đã chứng minh. Cảm ơn đã hợp tác. Chị có thể đi. Cảm ơn, chào cô. May quá đi. Mình đói quá. Thức ăn, thức ăn, thức ăn. Để mẹ nấu. Cho mẹ một nốt nhạc nha. Một chút tiêu và một xíu tình yêu. Đỉnh có chớp luôn. Nhận nè. Trứng, ngon quá đi. Con ăn ngon nha. Ủa, trứng đâu mất tiêu rồi? Đâu rồi? Mất là sao con? Đó đây. Đừng lo, để mẹ nấu món khác nha. Ok, xúc xích quả là lựa chọn đúng đắn. Đây, ăn ngon nha con. Cảm ơn mẹ. Hem. Lại biết mất rồi. Sao có thể chứ? Làm sao vậy? Được rồi, đợi mẹ tí nha. Burger xong rồi. Đây con, để xem ai có thể lấy. Được rồi. Ủa, lại nữa rồi. Con đói xỉu. Cánh gà sốt nè, con ăn đi để mẹ canh chừng cho. Để coi còn ai có thể lấy nữa không. Biến mất luôn rồi. Chuyện gì xảy ra vậy?
vô lý quá đi thôi. May mà còn một ít trái cây. Ăn trái cây đỡ đi con. Dạ. Ủa, tiếng gì vậy? Nấu ngon đó nha. Thì ra đây là thủ phạm. Mình chưa được ăn bánh nhân ngày của mẹ. Đừng buồn nha. Để mẹ làm cho con. Mình sẽ bắt đầu với trứng và bột mì. Chưa biết ai làm bánh giỏi hơn đâu nha. Bắt đầu. Thứ bột mì đáng ghét này. Đập trứng vô bát đi. Tốt bụng quá à. Ôi, mình quên sữa rồi. Cho thí tương cà nè. Cẩn thận đổ vào. À, thêm xíu quế nữa nha. Tiêu nữa nè. Để coi có ngon lành gì không. Bánh xong rồi nè, Esme. Được rồi, mình cũng sẽ thử. Ta-da, nhìn chán quá đi. Để trộn lên thử. Xem tí công thức bí mật nè. Xong. Eo ơi, mùi hơi kinh tí. Bánh này ngon hơn. Ôi, mẹ ơi, bánh của mẹ là đỉnh nhất. Ôi, cảm ơn con yêu nhiều. Để con ăn thử. Mùi gì thơm quá đi. Anh yêu, ăn thử bánh đi nè. Ờ, được rồi. Ngon đó. Cùng xem phim nào. Của hai mẹ con đây. Ủa gì nhỏ dữ vậy. Thôi cũng được. Tiếng gì lạ thế. Đèn cũng nhấp nháy nữa kìa. Gì vậy trời. Đừng. Một con zombie. Đừng lại hại đến nhà tôi. Đừng. Biến đi. Không thấy gì cả. Không hiệu quả rồi. Mình và Eris sẽ có bữa tối lãng mạn. Miếng bánh nhỏ xíu xinh xinh là đủ. Mình giỏi quá đi. Mình sẽ phá hủy bữa tối này. Yêu thúi quá trời. Yêu. Xong rồi. Tuyệt vời. Anh mở mắt ra đi. Đẹp không? Oh wow. Đẹp đến khó thở. Khăn nè. Cảm ơn em. Em là bằng cả trái tim của em đó. Ôi trời ơi. Em ghê quá đi. Thành công rồi. Chờ tới Mentos nè. Đổ hết trà đầm của mình luôn rồi. Kinh quá đi. Em thay đồ rồi. Ăn miếng bánh nha. Được thôi. Nhìn ngon quá đi. Nước. Cay quá đi. Cay. Em làm sao thế. Chúng ta lâu rồi chưa nhảy. Cô ấy đi đâu vậy nhỉ. Ủa sao em lại ở đây. Chào. Mặt anh dính gì nè. Cảm ơn em. Thật vui khi em ở đây. Em cũng thế. Ngồi yên nào. Đừng hông. Em. Không đợi nào. Chúng ta đấu một trận đi. Được thôi. Thích thì chịu. Cố lên mẹ ơi. Cả hai cẩn thận nha. Kéo. Ủa. Bao. Oh yeah. Kéo nè. Tôi thắng. Cố lên mẹ ơi. Anh ở yên đó. Yên nào. Mình phải thắng bằng được. Mình phải thắng. Ôi trời. Mẹ hát hay quá đi. Ta là mẹ kế tuyệt nhất trên thế giới. Dù ai nói ngã nói nghiêng, ta vẫn tốt hơn mẹ ruột. Họa tiết giả beo thì bong ra, son môi thì sắp bay mất. Ta là người mẹ tuyệt nhất. Họa tiết giả beo thì bong ra, son môi thì bay mất. Tệ dữ trời.
hả? Nhà xong rồi nè. Tôi sẽ phá căn nhà này. Đừng. Thả ra đi, chia tay. Anh sẽ hối hận cho coi. Hả? Nhà mình đoàn tụ rồi.